Hello everyone, welcome back to my channel. I'm Anhi, I'm single. Rồi hôm nay mình nghĩ chắc là sẽ là tập cuối cùng của cái series này ha. Tại vì mình không có còn thấy enjoy cái game này nữa. Mình thấy chơi đã đủ rồi. Là mình thấy lượt view nó cũng ít quá. Chắc là không có mình coi chứ không ai coi cái này đâu á. Nên là hôm nay là tập cuối mọi người. Với lại một cái này là điện thoại mình nó cũng hết dung lượng rồi, không đủ dung lượng để mà mình quay video á. Nếu mình tải game này về thì mình sẽ bị mất dung lượng, nhưng mà cũng có nhiều lý do, mà lý do chính là mình thấy không thích nữa. Thì nên tập này mình tập cuối rồi là nên mình cũng không biết làm gì. Chắc là mình đi đặt tên mấy đứa con, đẻ con đặt tên mấy đứa con, tại đó là cái vụ mà mình rất là thích luôn. Không biết là tại sao mà cái lượng kim cương của mình lại ít như vậy luôn á mọi người. Để mình làm một cái này thử coi. Để mình làm một cái vụ này thử coi nó có tăng kim cương lên không. Đúng không, này không phải kim cương mọi người ơi. Thuế hả? Đây nè đúng không? Tự động nó sẽ nhanh hơn nhiều lắm á. Hay là chuyện thuế mấy này nó tăng thêm cái lượt sử dụng, tăng vào cái đồ ăn lương thực chẳng hạn, con binh sĩ nữa, tự động quá nhiều, mình không biết là không, mình không có kim cương. Chuyện công việc thành viên, nói chung là mình giải thích cái đồ họa của game này, nhưng mà chắc là vô đi chụp hình chơi ha, chụp cái này là cái này. Rồi bây giờ mình sẽ vô cái chỗ chính mà mình muốn, vô hội đồng ngoại giao có nhiều em. Đây là ông thứ giả là mình đồ lòng cho mình. Chung là đồ cống nạp từ những mấy dân quốc khác như trong lịch sử người ta để mà để giao lưu văn hóa, để tăng cường cái sự thân thiện giữa các quốc gia. Nó có tặng người hầu nữa các bạn, có thấy tặng mấy bà phi á. Vào hậu cung rồi mình dạy cho tụi nó lớn lên. Rồi tụi nó chưa lớn nên cho nó này lớn rồi. Cilantro. Basil. Valerian. Valerian là tên của một loại hoa lan. Không có đủ năng lượng để hồi phục. Precept là đông trùng hạ thảo. Chamomile là tên một loại hoa cúc cắn. Ok, mình sẽ đi vô đẻ thêm một đứa con nữa. Oh my god, có tiền. Giờ mình sẽ đi vô người tri kỷ để mà xin con, bấm vô chuyến thăm ngẫu nhiên thì mình sẽ được tới một phòng người nào đó ngẫu nhiên, mà lâu lâu cũng có thể sinh được một đứa con, mà đa số những trường hợp là không sinh con. Tại vì mình đã đủ, mình cái ô của cô mà để chứa con của mình nó đã kiểu như đầy rồi, nên là mình không đẻ được nữa. Có vụ này nữa hả? Sảnh lễ hội cuối cùng đã hoàn thành. Cái chỗ này là gọi là cái sảnh đường gì đó. Nên đi tới chút bữa tiệc của bạn. Không mời bạn mày tham gia không? Trời ơi, có ai đâu mà mời. Khách mời tối cao. Quá trời, có cái tà la luôn này. Cái game này nó nhiều chức năng quá nên là giống như bị rối mọi người, có nhiều cái không cần thiết luôn á. Tôi hay nhớ rằng chủ tịch mới đã được chọn mà mới cho sao cần thêm mấy chủ mới. Giờ đại tiệc liên kết mà mua bán này cảm thấy không có, nó chán chán. À đây nè, tiêu chuẩn đã đến lúc để chiến đấu cho thế giới tối cao rồi cái gì trời. Để bấm thử 100 kim cương coi nó có gì. À, tham gia thành công này. Để lựa chọn quan của bạn. Đúng chính. Còn cái gì bây giờ? Mình thấy nào? Mình thấy màu vàng hợp nhất với cái concept của chỗ này á. Vàng đi ha. Ok. Gì vậy? Súp cà chua. Ok.
cool. Interesting. Very interesting. Really, I say really interesting. Xong chưa? Ok, ok. 2000 năm sau. Thì mà không vui rồi. Kiểu ok không phải. Xong rồi. Có gì mới không? Không có gì mới. Hú cưng vô hú cưng chơi. Gì vậy? Đi vi hành. À đi tiếng tiếng dịch nè. Tấn công lâu đài Ortizar. Element lâu đài Ortizar đây rồi. Chiến lược rất quan trọng, e rằng chúng ta sẽ phải chiếm nó vì lý do không cần. Tôi sẽ chuẩn bị quân đội trước sau. Nói chung là đấu thì nó cũng không bao nhiêu, mà nói chuyện thì nó nhiều. Đây đây là kẻ thù. Như mặc đồ giống như là chiến binh Hy Lạp, La Mã hay là Sparta gì đúng không? Chúng tôi không muốn chiến đấu sau đây, nhưng những vùng đất này thuộc về tôi. Anh ta có thể nghe tôi nói, điều quan trọng là sự phát triển của đế chế của chúng ta để kiểm soát Ortizar. Cao hả? Như là quân của mình á. Lộn. Mặc dù chúng ta đã chiến thắng, nhưng hắn ta dường như không ấn tượng với màn thể hiện sức mạnh của chúng ta. Họ bướng bỉnh và kiêu hãnh. Bố trí một cuộc tấn công khác gần lâu đài hơn và chào đón Androkios. À, thật ra là kẻ thù của mọi người, đúng rồi. Tiên tri nè, cho tiên tri coi nó nói gì. Tôi nhìn thấy một chú chim. Chim có nghĩa là tin tốt sẽ đến sớm. Ok. Tất nhiên là phải tốt. À, mình mới đổi thêm cái background mùa đông nè mọi người. Cái concept mùa đông. Đi vô học viện hành gia coi ông này học xong rồi nè. Gửi mấy ông tướng quân vô đây kiểu như cho người ta học á. Gửi ông nào cũng được mọi người, ông nào hấp điểm thôi. Ông này thử coi. Cái chung là cũng không quan trọng lắm mọi người. Sẽ đi... đi hành nè. Ok, chắc là đây là lần cuối cùng đi vi hành luôn rồi đó. Để mình đi thử ở đây có gặp cái gì may mắn không? Bệnh xá nè. Họ không ở đây. Good afternoon, your grace. Good afternoon, your grace. Như là không may mắn lắm rồi đó ha. Rồi xong. Không gặp được cô nào hết ha. Shall I write you another poem? Đã bao giờ già không? So ghê. Ông này mới vậy? Ông Nadir có thể giúp gì ngày hôm nay? Chỉ muốn nhìn quanh, cảm ơn. Thì may nè. Thôi đi luôn. Còn một lần nữa. Can you hide me in your palace? I have a... có thể giấu em trong cung điện của ngài được không, Sultan? Bất cứ gì em hỏi được, chỉ cần em nói ra điều đó. Rồi xong luôn. Ở cái video mình chắc là cũng sẽ kết thúc tại đây mọi người. Và mình sẽ kết thúc cái chuỗi series Game of Sultan ở đây luôn. Tại vì cái lúc nãy mình cũng nói nguyên nhân rồi đó. Nếu mà các bạn thấy cái video này hay thì các bạn nhớ cho mình một like, share, comment. Và đặc biệt là nhấn nút subscribe cái kênh của mình. Và nhấn luôn cái chuông thông báo để ủng hộ channel của mình nha mọi người. Rồi bây giờ bye bye, chúc bạn may mắn nha. Còn một cái nữa là khi các bạn đi, đang đi chiến dịch đó, các bạn hãy nhấn vào cái bản đồ, rồi các bạn nhấn vào cái chỗ có cái dấu tích đỏ đó, rồi các bạn nhận quà. Khi mà các bạn nhận quà tới một cái dấu nhất định nào đó, tới một cái mốc nhất định nào đó, thì người ta sẽ tặng mình một ông sứ giả. Nói chung là ở ngoài để như là mình nối tiếp, mình ngoại giao được với nhiều nước hơn mọi người, thì sẽ được giao lưu với những cái nước khác và được những người sứ giả ta đến để mà cống nạp nhận quà từ những cái nước láng giềng mọi người. Như ông này là ông mới, mình mới nhận được á.